Rồi, hôm nay em gã cục máy quay thái 110 nha anh em. Anh em cần món nào hú quay về em báo giá trước nè. Ba nắp, nắp lửa nè, sơn zin khá, sơn zin theo xe nha, chứ không có dặm, sơn zin khá. Đó, đúng quay thái 110, bụi nha anh em, sơn zin khá. Đó, mang cá. Nói chung ba nắp này anh em vô xe mộc cũng được. Sơn zin khá nha. Đúng quay thái 110 KFLF-1 AB. Ok. Bao không nứt bể gì nha anh em. Nắp nồi. Nắp nồi ở đây có măng măng nè, còn lại sơn zin. Máy này đầu nồi bít đó. Sơn zin khá lắm nha anh em. Nắp nhựa nồi zin theo xe. Luôn nắp nhựa luôn. Không có ốc chỉnh nồi nha, còn muốn ốc chỉnh nồi mình bán thêm bộ nồi. Bộ ba nắp này bán cho anh em giá 750.000. Đó, anh em xài liên hệ em. Rồi tiếp theo em gà giật nắp lửa ra đi Hiếu. Để tôi giật luôn cho. Nè em có gá sẵn rồi nè. Cắn qua kia rồi giật được nào. Lấy ra đi. Rồi, bộ lửa nè. Lửa này qua lăng nó có đóng đát luôn nè mà nó mờ rồi. Qua lăng đời 2000 nè. Đó. Trời trời. Đó, qua lăng đẹp nha. Bây giờ bắn qua lăng ra đi rồi tao báo giá cho người ta luôn. Báo giá cho anh em luôn. Cuộn lửa nè, cuộn lửa zin theo xe KGD nè anh em thấy không? Đó. Cuộn lửa này giờ em bắn qua lăng cái em coi dễ đề cái em báo giá cho anh em luôn. Sẵn bắn ra luôn đi. Bắn ra luôn đi, báo giá cho anh em ta luôn. Tán qua lăng có gỡ miếng lông đền nữa chưa? Đó, ẩu ẩu đi. Chuẩn gớt á. Báo giá cho anh em luôn. Anh em chơi hú. Gớt viên bi rồi nè. Đó, bi ghim lúc nào cũng vậy anh em để ý đi. Bi quay thái 110. Anh em bắn rất là dễ gớt bi ra. Nguyên nhân bi nó rất là nhẹ nha anh em. Bi nhẹ để cho cái dĩa đề mình nó đẹp. Nè, dĩa đề nè anh em. Soi luôn. Dĩa đề cực kỳ đẹp nha. Anh em thấy không? Không có gợn, không có gì hết trơn nè, thấy không? Nguyên nhân là bi nó còn ghim đó anh em. Nó nhẹ, nó không có làm phá cái thứ nhất á, nó không có phá cái dĩa đề của mình á, nó không ít có bị xào. Kỹ sư người ta nó thiết kế hết trơn rồi, tại Việt Nam mình hay chế thôi. Qua lăng đẹp nè, GF43 đúng 110 nè. Vàng khè. Đó. Bi ghim, bi đẩy đồ ghim hết trơn, chưa tháo ụ đẹp luôn nè. Đó. Thì full dĩa đề ốc ác đồ đầy đủ hết cho anh em luôn. Bộ lửa này em giao cho anh em giá 1.700.000. Đó. Nha. Bi rồi, mới dừng bi nãy mới đây rồi. Không nữa đó. Nè. Đó. Dĩa đề nè, quay lên cho anh em coi sơn đề. Đầy đủ ốc ác rồi cho anh em hết luôn, giao cho anh em giá 1.700.000, cực kỳ đẹp luôn nè. Chưa có gợn gì một miếng luôn nè, thấy không? Đó. Bao anh em đề không trả bi. Cái nguyên nhân mà bi người nhà sản xuất người ta anh em bắn rất là dễ gớt ra, nguyên nhân là nó nhẹ dữ lắm. Đây nè, mày bỏ vô đi, tao test cho anh em tao coi. Nó nhẹ dữ lắm, để cho cho nó không có phá cái dĩa đề của mình đó anh em. Nếu nó nặng là nó phá nè anh em thấy không, nó rất là nhẹ chứ nó không có nặng như cái bi anh em vô lò xo mi mới luôn nghe anh em đó. Rồi đó, full đầy đủ ốc ác sơn đề cho anh em luôn. Bộ này em giao anh em giá 1.700.000 đó, bao đẹp bao xài đó. Cho nó vô đây đi. Đây cuộn lửa đầy đủ hết nha đó. Rồi tiếp theo đi. Rồi tiếp theo nữa, gỡ củ đề ra nè. Củ đề này á, đúng đời 99. Xe này nó tùm lum trên cuối 99 đầu 2000. Củ đề 99 cái đời tem M này, cái tem cực đẹp. Thấy không? Cái tem là KFL850 Mitsuba Thái Lan đúng quay 110 thái 99 ha. Củ này là tình trạng là chưa vệ sinh bên ngoài, tại cái máy này gớt xuống sau là em bắn ra vậy luôn à, chứ không có rửa. Tại máy nó hình thức nó cũng sập. Đó. Nè, đúng đời 99 nè. 9YDN nha. Đang đề nhẹ đề ngon, anh em mua về chỉ lắp là xài, không có cần thay than vô mở gì chân, người ta đã thay sẵn rồi nha anh em.
về lắp vô là xài thôi, không có cần thay than vô mở gì trên, này rất là nhẹ. Đầy rất là nhẹ nghe anh em, một tay mà đầy nhẹ như là cực kỳ ngon rồi. Dây dắt chỉnh tề không có đứt nối. Củ đề này á, anh em nào mua em bán cho anh em giá 800 về tự vệ sinh nha. Còn em vệ sinh rồi em bán trên 1 triệu nha. Củ đề mấy củ đề 110 cho nó mắc lắm. Rồi, 99 nha. Tiếp theo đi. Rồi, tiếp theo em gớt cái đầu lòng ếch tăng đa ra nè, lòng thì lòng chữ nhỏ. Đó, đầu á, lòng thì lòng chữ nhỏ nè anh em thấy không? Lòng chữ nhỏ nè. Còn đầu á, mã đầu là đầu mã đầu ET10 đó, gon theo xe thì nó còn đủ hết trơn, gách gon chân nồng, gách gon chân nồng anh em. Bích tông á thì nó thuộc dạng là khá thôi chứ không gọi là cọp, nhưng mà bao anh em không khói nha. Đó, bích tông cũng trắng phiếu à, ghim ít tăng đa nha anh em. Đây ART đó, KFL đó. Rồi bây giờ giật cái đầu lòng ra luôn đi, thì em sẽ cho anh em coi mặt võng lòng này nọ các kiểu. Đầu lòng này báo giá anh em luôn nha, em bán 6 triệu đó. Rồi đẩy ắt bê tông vô cái đi, đẩy ắt vô đi, để lát quên đẩy để vô trong nữa. Để em vô, để em kia qua. Rồi. Ê, chưa. Được rồi. Chùi cái. Đầu lòng này khá thôi chứ không có cọp nha anh em. Đó. Đó khá thôi. Bây giờ mình bán nhanh lẹ cho anh em, cái đầu lòng này mình bán 5,5 triệu. Mình bao anh em không khói, nhưng mà anh em kỹ thì về thay bộ bạc luôn nha. Đó. Kỹ về thay bộ bạc luôn nha anh em. Đó, bao không khói đàng hoàng, nhưng mà anh em kỹ về thay bộ bạc, lòng chữ nhỏ. Gõ nó vô cái hiểu. Đưa dễ đây. Rồi, đẩy vô trong. Rồi được rồi. Rồi mặt võng lòng cũng khá ok nghe anh em. Đó. Cũng khá là ok. Đó. Ok nha. Bê tông cũng không đến nổi tệ nha. 5,5 triệu đầu lòng này. Đó, anh em nào chốt thì liên hệ cho mình. Đó. Rồi, tiếp theo. Mình sẽ trẻ đến bên nồi nha anh em, khi nào trẻ xong mình báo. Rồi đây mình gã nồi ra rồi nha anh em, thì nồi tình trạng kiểm tra là nồi gin, nhưng mà có lẽ đây là bộ nồi vô nha anh em chứ không phải là bộ nồi theo xe của nó. Tại vì mình ở đây mình xác định ở đây là khi mà mình bữa một hổm mình có ngó vô trong này là mình thấy đây nè, bốn cái con ốc và lò xo chịu bốn cái chân đèn cày của cái nồi sau nó có dấu, nhưng mà đúng nồi quay thái 110 đời 2000, bố lá rồi theo xe hết đây. 107 nha. Đây FT. Đó, đúng theo xe. Bố lá, bố liếc, ba càng, ba kiết đồ ghim hết nha anh em. Đó, bộ các con này cũng ghim luôn nè. Đó. Bộ nồi này anh em nào lấy mình bán anh em 3,5 triệu nha. Nói chung là nó cũng tầm khá thôi chứ không phải là cọp nha anh em, mình cũng nói trước cho anh em luôn. Đó, đúng rồi, quay thái 110. Mã là KFMA FCC. Bây giờ tiến hành mình sẽ lên nồi luôn để cho anh em được coi chi tiết. Đây nè, rõ ràng đây là nồi vô. Rồi bây giờ mình bắn nồi rồi mình lên nồi luôn nghe, rồi cho anh em kiểm tra bố ba chàng chuông các kiểu. Rồi chưa quên nó, trước khi ấy lấy chiếc lồng anh giấu cái đi. Nồi này mình bao anh em không hú nha, chắc chắn 100% là không hú nha. Đó, mình sẽ đánh dấu luôn để anh em về gấp cho nó tịch nha. 3,5 triệu full còn muỗng ốc chỉnh nồi, máng nhớt, ốc bắt máng nhớt đầy đủ. Đánh dấu luôn nha anh em. Đánh dấu luôn cho nó chắc cú rồi anh em ơi. Rồi quay nhẹ thôi. Nhẹ vô. Ừ. Rồi, giờ quay ra. Ra nữa, tôi lấy thế đánh dấu.
ơi, đến dấu hết ăn luôn cái gì vậy. Ê, lấy vô coi, quay vô coi. Vô xuống rồi. 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 Rồi, mình đánh dấu xong rồi. Bây giờ mình tiến hành lên nồi luôn đi Hiếu ơi. Rồi, lên nồi. Chung máy đi, nhớ cũng khá là sạch nha anh em. Rồi, để đại dưới đây đi. Đây nè. Rồi, cho anh em kiểm tra ốp xuống. Đây, nồi ghim. Chắc chắn 100% là không hú nha anh em, mình có đánh dấu rồi. Mặt nhông cũng rất là dày. Đó, mình bán bộ nồi này 3 triệu rưỡi nha. Chuông thì mình thấy nó ít, nói chung là giỡn anh em, giỡn khá nha, khá là nhiều nha. Đó. Chuông ghim chưa tán chưa dớt. Rồi kiểm tra bố. Đúng đời 2000. À, ngày 11 tháng 10 năm 2000. Rồi bố cũng còn ok lắm. Bố chưa có mẻ gì hết. Đó. 3 triệu rưỡi nha anh em, nồi ghim bao không hú. Còn anh em muốn bốc thì mình nói trước luôn, bộ nồi này nó không có quá bốc đâu nha anh em. Đó, anh em muốn bốc về anh em phải xử lý. Mình nói trước cho anh em luôn để anh em có phương hướng nha. Bố lá bố liếc đồ ghim hết, không có lỗi lầm gì hết á. Full còn muốn ốc chính nồi 3 triệu rưỡi. Tại vì ở thời điểm này anh em muốn bộ nồi 110 mà bốc mượt không giọng không hú, mình hứa anh em uy tín luôn, không dưới 5 triệu luôn nha. Mình nói trước cho anh em, còn nồi mà anh em 110 mà anh em chơi khó tính quá là anh em mua nồi mới. Rồi tiếp. Rồi anh em ơi, bây giờ mình chẻ máy bụng giữa ra luôn rồi. Dinh lóc thì tay rất là cứng nha anh em, KFL 22 đó, dinh ghim đó, dinh ghim mới gớt lần đầu tiên luôn, mới gớt lần đầu tiên đó. Găng cỏ là mình bao tất nha, mình bao không có sơ mi nha anh em, mình bao tất cho anh em không có sơ mi găng nào nha. Đây lóc ghim mới gớt lần đầu nha anh em. Ấy da, nó sụp. Anh em đợi em mới nghe nó bị sụp nha anh em, nó bị. Rồi. Lóc đời giao thời. Lóc đời giao thời, KFL 3 chữ. Nói chung hổng gạn biết làm sao mình gã gặp cái thằng quỷ này hoài luôn. Đó. Rồi, đầu lửa thì nó cũng còn khá quýp nè. Đó. Rồi bộ dinh lóc này tay bao cứng về cho anh em gáp, bộ dinh lóc này mình bán 3 triệu. Đó. Anh em có xài liên hệ cho mình. Dinh lóc ngoài Thái mới gớt lần đầu, mình bán 3 triệu. Đi nhớt cũng khá nha, nói chung đi nhớt không có đen nha. Đây, đi nhớt không có đen nha. Anh em biết mình bán là không bao giờ mình rửa đồ bên trong máy. Tại vì mình kẻ gã ra là bụp, gã ra là bụp à. Không kịp nó lấy gì đâu rửa. Đó. Rồi mình bao anh em không có bể nha. Nói chung là nhông dên đầy đủ nha anh em. Đó. Rồi ok. Rồi bộ số nó tử bộ số nha anh em. Cái máy này tử bộ số rồi, nó tử số 2 rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ bán bộ số full, bộ số này giá rẻ về cho anh em thầy thợ sanh sửa cũng được, anh em xài cũng được. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ bao hú cho anh em đàng hoàng. Bộ số này mình bán cho anh em full bộ số, cốt đạp, cốt số, báo số đầy đủ. Mình bán cho anh em giá 600 ngàn. Số này nó lỗi số 2. Đáng lý ra số này nó đâu có tệ đâu mà, đi nhớt đâu có tệ mấy đâu mà sao số nó tử số 2 luôn anh em. Nè, anh em coi nè, nó tử con số 2, tử nặng luôn nha anh em, nhưng mà không hú nha. Đó. Tử số 2 tử nặng luôn, 3-4 găng luôn. Đó, rất là ghê luôn nha anh em. Còn số 4 thì đẹp. Số 4 không có nhâm, không có mẻ gì hết trơn á. Thấy không? Không nhâm, không mẻ gì luôn. Đó. Bên đây thì đẹp nè, cốt tải đẹp anh em ơi. Cốt tải còn tầm 80%. Cái mặt bên này thì khi mà em quan sát là em không có thấy nó có, không có lỗi lầm gì hết trơn á. Mà nó tử con số 2 rồi anh em. Tử số 2 ở bên trong nhỏ rồi. Đó. Thì mình bán cho anh em full bộ, con heo số đẹp nha. Heo số đẹp nha anh em. Heo số đẹp lắm. Heo số còn đẹp cực kỳ. Trùng mã số 9. Đó, mình giao cho anh em full số, cốt đạp, cốt số, báo số đầy đủ cho anh em hết luôn 600 ngàn. Rồi, video mình xin kết thúc. Cảm ơn anh em nhiều nha.